lúc 19 giờ. Mẹ cho phép con lấy ảnh đi mà mẹ. Không được. Tụi con sẽ đi, sẽ rời khỏi nơi này. Có những sai lầm không thể sửa chữa. Mẹ ơi, con sai rồi. Cô muốn sinh ra đứa bé không có ba sao? Chị ơi, rốt cuộc là sao vậy? Một tác phẩm đến từ xứ sở Kim Chi với sự trở lại của dàn diễn viên tài năng sẽ lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Con đó, phải mạnh mẽ lên mới được. Hai mẹ con mình cùng cố lên. Đi ngay đi. Anh có người phụ nữ khác sao? Thì đừng hòng yên thân với tôi. Đón xem Chỉ Vì Yêu lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.